Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đi tham quan nơi du lịch thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông nha các bạn nha. Đây là nơi du lịch gọi là Thác 72 nha, Đắk Lung nha. Rất là nhiều trò chơi trong này. Nãy mình vô cổng á các bạn, mình mua vé cổng là một người là 60.000. Mình đi một đoàn xe nha. Giờ đạp tới nơi rồi. Đây gọi là nhân tạo đấy các bạn nha. Trước đây là một khe suối chạy một con đường luôn. Bây giờ họ tạo ra thành một nơi rất là đẹp. Đây là một mình đứng nơi vực sâu luôn các bạn nha. Xin hỏi là chắc gì? Chặt luôn. Chặt luôn. Lên chặt luôn. Dạ, vô chặt luôn bây giờ. Bây giờ nhanh phải. Bây giờ thật hẹn mét nhanh. Đứng trên đầu thác nha các bạn đây. Thấy cả núi đồi luôn. Rồi bây giờ mình đi theo một con đường để thấy thác nha. Rồi let's go. Đây là bên khu du lịch họ chặn cái đường rào nha, để khỏi nói chung là dưới đó là vực sâu luôn. Rất là sâu luôn. Tâm nha. Lấy đi. Thế nào? Ôi mà đâu mà, anh ra. Hàng rào rất là chắc chắn. Đây là những con đường đi đi vào thác nha các bạn, đây nó là trong rừng sâu luôn đấy. Nói chung là đoàn mình là đi gần tới rồi. Đừng cây cối còn nguyên thủy nha các bạn nha, đấy từ thời ông bà ngày xưa luôn. Bây giờ có nhà du lịch họ chăm sóc rất là kỹ, rất là đẹp. Bây giờ đường xuống đi vô thác nha các bạn nha. Nói chung họ chế tạo rất là đẹp luôn, cấu trúc rất là tuyệt vời. Đây giống như đi xuống một cái hang động luôn á. Đấy vu lá đâm rồi nè. Ui giời. Sẽ tới thác các bạn nha. Ở phía dưới còn cây cối nói chung còn rất là nhiều luôn. Đây gọi là đây là rừng nguyên thủy từ ngàn xưa luôn nha. Đấy. Xong rồi họ mới phát hiện ra khu này là thích hợp làm khu du lịch. Xong rồi họ mở một con đường để khách du lịch có thể từ khắp mọi nơi tới đây nha. Đây là gọi thác 72 nha các bạn. Ở dưới là có hang động rất là lớn luôn này. Vì dưới này họ không có làm nhà hay làm chòi cho du khách, tại vì có cái hang động rất là đẹp luôn. Đấy. Hôm nay cả nhà được đi chiếm ngưỡng. Cách đây cũng khá lâu rồi các bạn. Hồi thanh niên á mình cũng có đi á. Rồi bây giờ thì đẹp lắm các bạn ơi. Trời ơi. Ui, một nơi hang động. Có thể nói là rất là to, rất là lớn luôn. Vách hang đá ở dưới này nói chung là rộng, con đường đi vô tháp khoảng tầm 3m, gần 3m rồi. Có chỗ 3m, có chỗ 2m nha các bạn. Đây
một cái hang đá rất là lớn, rộng luôn, dẫn khách du lịch đi tới chân thác luôn nha, nói chung đi tới thác luôn. Đó, bây giờ mình đang quay cho các bạn xem ạ. Giờ mình đang đi vô thác nha. Còn vài chục mét thì gần tới thác rồi các bạn ơi. Đấy, đây là đoàn của mình đi nha. Đấy, đi vô thác nha các bạn. Đây là mình quay một cảnh thác từ phía xa nha các bạn. Khoảng cách là hơn 100 mét. Tí nữa mình tới gần hơn nữa cho các bạn cùng tới xem nha. Thác 72 Đắk Lưng, tôi biết Đắk Nông nha các bạn ơi. Xin chào tất cả mọi người. Mình đang đứng ở dưới nha các bạn ơi. Bây giờ mình gần tới tiếp cận thác đi các bạn nha. Đây, một bậc thang như con đường rất là sáng tạo, có hai con đường nha, phía trên cũng có này, phía trên kia xuống sẽ tới thác luôn các bạn ơi. Rồi, xin chào mọi người. Và bây giờ mình đã tới ở dưới chỗ thác rồi các bạn nha. Các bạn cùng nhau chứng ngưỡng nha. Một cái thác rất là đẹp, thác 72. Rất là cao luôn. Một cái hang ở phía dưới rất là rộng lớn. Thác này có thể chạy tới cầu Đắk Tít. Đây, ở dưới này nếu mình tắm thì cũng không sâu mấy. Có cái là cái độ cao rất là cao luôn, 72 mét, tính từ độ phía trên xuống mặt nước là 72 mét nha các bạn. Đây, đây một ông anh đang câu cá nha các bạn. Ở dưới này cá rất là to luôn, cá đá này rồi cá rô phi cũng có luôn nha, nói chung là cá heo cá đồ cũng có luôn các bạn ơi. Ô, sương mù nhiều quá. Ở dưới nói chung là mình không đi tới dưới được các bạn, vì độ nước từ phía trên rớt xuống rất là mạnh, tạo sương mù ướt hết cả người luôn các bạn ơi. Dưới này nói chung là cỏ rêu đồ cũng nhiều luôn các bạn nha, cây chuối đồ còn nguyên thủy luôn, xanh mượt rất là đẹp. Phía trên kia cũng vậy nha. Đi từ mùa hè các bạn, nói chung là nghe tiếng nghe chim kêu hót thanh thót, nghe rất là đã. Vì mùa này là tháng này là mình đi từ tháng 8, tháng 9. Hôm bộ nó ba gì? Cái đầu. Một khách du lịch đang câu cá rất là khí thế nha các bạn nha. Nói chung là cá suối mình câu, nhưng mà có
có một hai con ăn rất là ngon so với cá bình thường của mình nha. Sương mù quá là nhiều luôn các bạn ơi.